nhạc sĩ cái thời trước 1975 luôn để lại trong lòng khán giả một dấu ấn mà cho tới tận ngày nay, khó ai có thể sánh bằng. Có thể kể đến Trúc Phương, Lam Phương, Hoài Linh, Trần Thiện Thanh, Hoàng Thi Thơ, Anh Bằng, Minh Kỳ, Lê Dinh. Hôm nay, tôi xin phép nhắc về nhạc sĩ Hoài Linh, một trong những nhạc sĩ trung tình nhất mà tôi biết. Ông dị biệt khách hẳn những nhạc sĩ khác trong làng văn nghệ, vẻ ngoài đối lập tâm hồn, cuộc đời dư dả nhưng cuối đời lại ra đi tay trắng. Ông là một trong những nhạc sĩ phục vụ và có chức quyền trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy nhưng may mắn không phải đi cải tạo. Người nói ông trốn, người đồn ông được bảo lãnh. Ông chính là cấp dưới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, cuộc đời lâm ly bi đát dù sống trọn chữ tình. Mời quý vị khán thính giả cùng nghe hết video để hiểu thêm về ông. Nhạc sĩ Hoài Linh, sinh năm 1925 và mất năm 1995, tên thật là Lê Văn Linh, người gốc miền Bắc, lớn lên ở khu Chợ Sắt, Hải Phòng, Bắc Việt. Ông thuộc nhóm nhạc sĩ nhạc vàng, cùng thời với các nhạc sĩ đời đầu của thể loại nhạc tiền chiến như Nguyễn Văn Tý, sinh năm 1925, Đoàn Chuẩn, sinh năm 1924, Hoàng Giác, sinh năm 1924. Trước khi di cư vào miền Nam năm 1954, ông đã bắt đầu sáng tác nhạc và cưới vợ. Nhưng khác với phần đông những nghệ sĩ khác, nhạc sĩ Hoài Linh không có mối tình nào khác thoáng qua, không có hình bóng gia nhân nào để làm cảm hứng viết nhạc. Những bài nhạc vàng buồn, đổ vỡ mà ông sáng tác là đều dựa trên trí tưởng tượng và chứng kiến chuyện tình của người khác. Vợ chính là nguồn cảm hứng sáng tác duy nhất của ông, Căn Nhà Màu Tím, Cô Bé Ngày Xưa, đều là những bài ông viết tặng vợ. Cuối thập niên 1950, sau khi gia đình ổn định ở miền Nam, ông hoạt động trong đoàn văn nghệ Vì Dân cùng với Nguyễn Văn Đông, Minh Kỳ, Mạnh Phát, Thu Hồ, đều là những nhạc sĩ có danh tiếng thời đó. Theo lời của Lê Dinh, nhạc sĩ Hoài Linh có bề ngoài cao ráo, nước da ngâm ngâm, ăn mặc thì xuề xòa, nhưng nội tâm lại trái ngược hoàn toàn. Ông hòa nhã với những người xung quanh, ở chòm xóm chưa làm phật lòng ai bao giờ. Lời nhạc của ông câu từ nào cũng đậm chất văn chương, bay bổng, trau chuốt và lãng mạn. Có ai nghĩ một người đàn ông lúc nào cũng áo sơ mi bỏ ngoài quần lại là chủ nhân của những bài hát có lời ca thi vị? Minh Kỳ, Song Ngọc, Tuấn Khanh, Mạnh Phát đều hợp tác với ông rất nhiều bài và đều nhờ ông đặt lời cho nhạc. Tiêu biểu là các bài như Chuyến Tàu Hoàng Hôn, Khói Lam Chiều, Chiều Thương Đô Thị, Chúng Mình Ba Đứa, Nẻo Đường Kỷ Niệm, Nỗi Buồn Gác Trọ. Em ơi, Nếu Đừng Gian Dở là nhạc phẩm đầu tay của ông được thể hiện qua giọng ca Lệ Thu. Tuy nhiên, phải tới đầu thập niên 60, tác phẩm Sầu Tím Thiệp Hồng, đồng tác giả với Minh Kỳ, qua tiếng hát Hà Thanh mới đưa tên tuổi của ông lên một tầm cao mới. Sau đó, các cặp song ca đã thể hiện lại bài hát này thành công gồm có Chế Linh, Thanh Tuyền, Tuấn Vũ, Giao Linh, sau này là Quốc Đại, Cẩm Ly và Quang Lê, Lệ Quyên. Những tác phẩm trước năm 54 ông đều bị thất lạc hết, nên cũng không còn thông tin. Chính vì tài năng của ông được khán giả đón nhận nên tài chính của ông rất khá giả. Bóng hồng trong bài hát Hái Ra Tiền, Căn Nhà Màu Tím của ông chính là vợ. Thời gian ông viết bài hát này là năm 1968, cùng thời điểm với lúc ông xây căn nhà mới sau gần 20 năm sáng tác. Vợ chồng ông đã sửa lại căn nhà cũ màu tím để lên đời cho căn nhà mới 2 tầng trong một con hẻm nhỏ đường Trương Minh Giảng, nay đổi tên là Lê Văn Sĩ. Thời điểm đó, khi nhạc sĩ Văn Giảng vừa mới từ Huế vào Sài Gòn lập nghiệp, Hoài Linh đã mời ông ăn tân gia trong một ngôi nhà đồ sộ này. Lúc đó giờ nhạc sĩ mới biết tên tuổi của Hoài Linh đã ở một vị thế độc tôn trong lòng khán giả. Sau năm 1975, Hoài Linh là nhạc sĩ hiếm hoi ở lại nhưng không phải đi cải tạo dù đã từng phục vụ trong lực lượng cảnh sát. Theo nhiều nguồn tin cho hay, Hoài Linh cũng nằm trong số đông người muốn bỏ nước ra đi vì nhiều nỗi lo. Nhưng tình quê hương lớn hơn lợi ích bản thân, ông cũng còn mẹ già cần chăm sóc, phần cũng tiếc căn nhà màu tím chất chứa bao kỷ niệm của hai vợ chồng và con cái, thế nên ông chọn ở lại. Có nguồn báo nói ông được miễn cải tạo do lúc còn phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông hay mặc thường phục nên không bị chú ý và cũng không nhiều người biết. Theo tờ Thanh Thúy.my thì cho biết, gia đình nhạc sĩ Hoài Linh có một người bà con ở lại miền Bắc, cũng là một cán bộ lớn nên đã bảo lãnh cho ông không phải đi học tập. Sau này, ông cũng giống bao nhạc sĩ khác, hạn chế sáng tác theo quy định của chính quyền mới, đợi tình hình đất nước ổn định. Thời gian đó, ông thường sáng tác thánh ca và phục vụ trong nhà thờ. Tới 1995, Hoài Linh bị trắng tay do bị bại liệt bởi tai biến mạch máu não. Tất cả mọi bộ phận trên người Hoài Linh đã trở nên bất hiển dụng. Ông chỉ cử động được mấy đầu ngón tay nên gia đình cũng lâm vào cảnh khó khăn. Ông không còn sức sáng tác, tác quyền cũng bị sử dụng tràn lan không được xin phép. Một số người cộng tác đồng sáng tác cũng không thấy gửi tiền tác quyền cho ông.
Cuộc đời ông sống tốt, người thương kẻ mến cũng không tránh khỏi cái cảnh bị vô ơn. Duy chỉ năm đấy, có nghệ sĩ Tâm Phan về thăm. May mắn nhạc sĩ Hoài Linh vẫn nhận ra, khi vợ hỏi ông nhận ra thì bấm tay một cái. Kết quả theo lời kể của Tâm Phan là nhạc sĩ Hoài Linh đã bấm nhẹ lên lòng bàn tay của ông. Đợt đó Tâm Phan về đã tặng cho nhà nhạc sĩ Hoài Linh một số hiện kim mà ông nói đùa rằng để trả nợ đôi giày ngày xưa. Đôi giày ngày xưa chính là kỷ niệm mà khi cả hai hợp tác chung, Hoài Linh đã mạnh tay xuống tiền mua tặng Tâm Phan. Nói rõ hơn, đôi giày nó không chỉ ở tấm lòng mà còn có giá trị hiện kim rất lớn. Thời đó, với mức chi tiêu của người Sài Gòn, việc bỏ tiền ra mua giày là một việc rất xa xỉ và hoang phí. Tâm Phan cũng chính là người đề nghị bà vợ của nhạc sĩ Hoài Linh chụp lại tình trạng thê thảm của ông nhạc sĩ để gửi ra cộng đồng hải ngoại xin giúp đỡ, đánh động lương tâm của những người khai thác miễn phí tác phẩm của ông. Rất tiếc, công việc chưa đi đến đâu thì nhạc sĩ Hoài Linh đã ra đi ở tuổi 71. Có thể nói, Tâm Phan có nợ, nhưng cũng có ân với Hoài Linh. Cuộc sống mà tìm được một người tri kỷ, biết ơn, ân trả nghĩa đền như thế khó vô cùng. Vợ nhạc sĩ Hoài Linh là bà Trần Thị Duyên, mất năm 2016, quê bà cũng ở Kiến An, Hải Phòng. Sinh thời, bà là cô gái nổi tiếng xinh đẹp trong vùng, được nhiều trai làng vây quanh, trong đó có Hoài Linh. Ông nhiều lần ngỏ ý nhưng không thành, chỉ tới khi ông thể hiện tài năng, mạnh dạn hát tặng người trong mộng bài hát Cô Láng Giềng thì lúc đó bà Duyên cũng gật đầu đồng ý, vậy là ông bà đến với nhau. Ngày đó, nhạc sĩ Hoài Linh đã sáng tác rất nhiều ca khúc để tặng bà Duyên nhưng chưa có ý định xuất bản. Bà Duyên kể, từ lúc chuyên tâm sáng tác ở Sài Gòn, nhiều lần chồng bà mang về số tiền rất lớn, đủ mua 20 cây vàng, tất cả đều để bà giữ. Trời trao cho cái phận nghệ sĩ, tâm hồn bay bổng, con tim đa sầu đa cảm cũng khó lòng trách cứ. Nhưng Hoài Linh lại may mắn thoát khỏi được lẽ thường tình. Ông không mãi mê theo đuổi những bóng hồng mà lơ là vợ con, bỏ bê gia đình. Nhạc sĩ Hoài Linh từ lúc sinh thời chưa để lại điều tiếng gì, nhạc tình cũng đều viết cho vợ, chẳng cần rung động thêm với cành cây hay chiếc lá. Bởi thế, ai nói phải đa tình mới có cảm hứng sáng tác, ai dám lấy lý do đó để ngụy biện cho sự trăng hoa của bản thân. Hoài Linh duy nhất một mối tình, tình đầu là vợ, tình cuối cũng là vợ, vẫn rất thành công và có tên tuổi trong làng văn nghệ trước và sau 1975. Sinh thời, cũng nhiều người nói do bà Duyên sợ xấu chàng hổ ai. Nhưng quả thực chính miệng bà Duyên thừa nhận chưa từng phải lo chuyện ông ấy ra ngoài trăng gió. Con gái cố nhạc sĩ Hoài Linh cũng khẳng định, cha tôi rất nghiêm túc, không có ai hết, tôi khẳng định vậy luôn. Bên cạnh ông không hề có một bóng hồng hay mối tình nào khác ngoài mẹ tôi. Có lẽ chính tình yêu to lớn của ông dành cho các con giúp ông vượt qua mọi cám dỗ và làm động lực trong cuộc sống. Ví như chuyện bà Duyên có mái tóc dài, mỗi khi gội đầu xong lại ngồi trước thềm hong tóc cho khô. Chính từ hình ảnh đẹp đẽ ấy của vợ mà nhạc sĩ Hoài Linh đã nảy sinh cảm hứng viết Hồn Lỡ Xa Vào Đôi Mắt Em. Chiều nao xõa tóc ngồi bên thềm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Vâng, bài Về Đâu Mái Tóc Người Thương chính là bài hát ông viết về vợ, bà Duyên có mái tóc dài. Mỗi khi gội đầu xong lại hay ngồi trước thềm hong khô tóc, thế là ông đưa bà vào nhạc, dùng những từ ngữ mực mà trao yêu thương cho vợ. Nếu bạn cũng hay nghe nhạc của nhạc sĩ Hoài Linh, để lại một bình luận cho khán giả cùng biết bài hát yêu thích của bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.